Vâng ạ, lại tiếp tục quay trở lại với anh em ở video ngày hôm nay. Bên JK chúng em lại lên sóng và test cũng như là chuẩn bị gửi một cấu hình combo karaoke cho một bác khách hàng ở rất là xa, ở tận trong Kon Tum. Bác đã xem qua rất nhiều những video cũng như là chốt trực tiếp cái cấu hình này trên cái buổi live stream buổi trưa ngày hôm nay của chúng em. Thì gồm một đôi loa KVK900, vâng ạ, một đôi loa VK900 bản xuất châu Âu. Cái phiên bản này nó mang đậm chất phong cách châu Âu, vẻ đẹp rất là sang trọng và quý phái. Hai con bát điện 25, vâng, hai con bát điện 25, dòng gân mút xốp cao cấp rất là mềm mại. Một con chung 15 và hai con tép giấy, một con siêu tép. Ở con này thì công suất nó cho chúng ta đánh ở cái ngưỡng là 100 cho đến 400W, chiều cao là 1m16, tính cả chân đế là 1m18, phối giữa màu vàng, màu xám và màu ghi. Ở đây con này nó đang có một cái phong cách rất là đẹp ạ, sang trọng, lịch lãm, trở kháng là 6 ohm, vì bản xuất EU, xuất châu Âu nên nó trở kháng là 6 ohm. Rất dễ phối ghép, gần như không kén âm ly các bạn anh em, gần như không hề kén. Tiếp đến là con đẩy D500. Em xin được phép giấu tên bác khách này vì bác mua để tặng vợ, tặng sinh nhật vợ bác đấy, nên sẽ cái món quà này thì hai vợ chồng bác đều theo dõi kênh bên chúng em mà. Thì bác muốn giấu tên để bất ngờ cho vợ món quà này, vì vợ bác ngày xưa cũng rất là yêu văn nghệ, kể cả bây giờ cũng thế. Chiếc đẩy D500 này dòng đẩy hai kênh cao cấp và chiếc vang KM8FX. Nói về D500 thì là công suất nó đánh ra được 1000 đến 1200W, dòng đẩy hai kênh tương đối là mạnh, khỏe và đẹp, sang trọng, rất gọn gàng. Nâng tiếng CB600 này, một bộ mic M8 cộng Pro. Ở đây thì chúng em tặng cho anh đến một cấu hình này, đó là một chiếc nâng tiếng CB600 đi kèm. Vâng ạ, một món quà rất là lớn cho một bộ combo karaoke gồm một đôi loa cây VK900. Rất là sang trọng đây. Thì cái giá tiền em trước nữa em sẽ để trên tiêu đề và phần mô tả để các anh em vào để theo dõi cũng như tham khảo cái cấu hình này. Liên hệ ngay cho em nếu cần tư vấn chi tiết thêm về cái cấu hình này hoặc nguyên đôi loa, thì chúng em đang có cái giá chiên rất là lớn. Sau đây mời các anh em chúng ta trải nghiệm một đoạn karaoke đã. Lắm em ơi, chỉ nơi khuôn
qua còn đây mất em rồi. Vâng, tất cả mọi chi tiết về cái cấu hình combo karaoke này hoặc là đôi loa WeWood Cap W900, các bạn em có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Em xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn em ở những video clip tiếp theo. Mùa thì những năm cuối xong, em theo trong xứ lạ, đến bằng lặng mong nơi xa. Lặng hoa tim buồn trên con đường dở đời.